kính chào quý vị. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay ngày 16 tháng 6 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc đã tổ chức lễ phát động tới toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của bốn cán bộ, chiến sĩ Công an xã E Tiêu và E Cờ Tù huyện cư cu tỉnh đắk lắc trong vụ nhóm đối tượng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã a tiêu và Ea cờ tu vào rạng sáng 11 tháng 6. tại buổi phát động thượng tá đinh quang thành trưởng công an huyện buôn đôn đã tóm tắt vụ việc ngày 11 tháng 6 và gương hy sinh dũng cảm của bốn cán bộ chiến sĩ gồm liệt sĩ quang trung trung tá công nhân dân cán bộ công an xã Ea cờ tu liệt sĩ trần quốc thắng thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã EA tiêu liệt sĩ hà tuấn anh đại quý công an nhân dân cán bộ công an xã ea tiêu và liệt sĩ nguyễn đăng nhân đại quý công an nhân dân cán bộ công an xã ea cờ tu huyện cư cứu yên tỉnh đắk lắc thượng tá đinh quang thành đã quán triệt mỗi cán bộ chiến sĩ cần nêu cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức ý chí chiến đấu tinh thần trách nhiệm không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh bảo vệ an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân đồng thời nhấn mạnh sự dũng cảm không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản và hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về ý chí cách mạng, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thông qua việc học tập gương hy sinh dũng cảm của các liệt sĩ, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục trao dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân với tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Tại lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ công an huyện Buôn Đôn đã tổ chức quyên góp được 130 triệu đồng để ủng hộ gia đình thân nhân các bốn liệt sĩ và hai đồng đội bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ngày 15 tháng 6, đoàn công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra công trình xây dựng khách sạn Mung lịch Villa Bào Trắng xâm phạm thắng cảnh Bào Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2019. Cùng tham gia kiểm tra còn có đại diện lãnh đạo quyện quỹ quyện Bắc Bình. Trước đó, vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập đoàn công tác tiến hành khảo sát. Kiểm tra thực trạng khách sạn Mung Lết Villa Bào Trắng được xây dựng tại bờ Hồ Bào Ông thuộc Thắng Cảnh Bào Trắng, xã Hòa Thắng. Qua kiểm tra đã xác định công trình khách sạn đã xâm phạm vào khu vực bảo vệ một của Thắng Cảnh khoảng 300 m vuông. Nghiêm trọng hơn, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm chết in đã xâm phạm và tác động trực tiếp đến mặt hồ nước. Ngay trong sáng 15 tháng 6, chủ khách sạn Moonlit Villa Bào Trắng đã tự tổ chức tháo dỡ cây cầu dẫn ra điểm chết in tại bờ hồ Bảo Ông. Thưa quý vị, Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản số 999 gửi các sở giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Chiều ngày 15 tháng 6, Cục Quản lý Chất lượng cho biết, Tiếp theo công văn số 889 ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Cục Quản lý Chất lượng về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, Cục Quản lý Chất lượng tiếp tục có hướng dẫn bổ sung. Theo đó, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10 tháng 9 năm 2022 để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ theo quy định. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 6, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burabachasi cho biết, Thủ tướng nước này Ray Uchang Oseha đang thúc đẩy việc áp dụng các điều khoản của RCEP nhằm giúp các doanh nghiệp Thái Lan có thêm nhiều cơ hội thâm nhập thị trường toàn cầu. Ông Anucha khẳng định, RCEP sẽ giúp Thái Lan mở rộng thương mại với các đối tác thành viên và tăng cơ hội tiếp thị và lao động cho các doanh nghiệp Thái Lan. Ông cho biết thêm, quan hệ đối tác cũng sẽ giúp tạo thuận lợi về thương mại và thúc đẩy hiệu quả việc phát triển hệ sinh thái kinh tế. Ngày 15 tháng 6, Đại diện mạng chia sẻ video ngắn TikTok của công ty bài Trung Quốc thông báo sẽ đầu tư hàng tỷ USD vào thị trường Đông Nam Á trong vài năm tới. Thông báo được đưa ra khi công ty Trung Quốc tăng cường đầu tư cho khu vực giữa lúc chịu áp lực giám sát từ cơ quan quản lý toàn cầu liên quan vấn đề an ninh dữ liệu. Khu vực Đông Nam Á, với tổng dân số khoảng 630 triệu người, trong đó có 50% dân số dưới 30 tuổi, là một trong những thị trường lớn nhất của TikTok xét về số người dùng, với hơn 325 triệu lượt truy cập ứng dụng mỗi tháng đến từ khu vực này. Tuy nhiên, TikTok vẫn chưa thể tận dụng lợi thế về số lượng người dùng để tạo nguồn doanh thu thương mại điện tử lớn khi chịu sự cạnh tranh ngày càng gây gắt từ những đối thủ lớn hơn như Shopee của Si, Lazada của Alibaba và Goto của Tokopedia. Thưa quý vị, nhiều năm nay, thầy giáo Huỳnh Văn Tê cũng là lương y bên bờ sông biên giới sở thượng, vừa dạy dỗ đám trẻ, vừa trị bệnh miễn phí giúp người. Ai trả tiền, thầy chỉ cười hiền trả lại, Lương Y hai chức, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, cởi mở khi có người hỏi thầy giáo Huỳnh Văn Tê, 55 tuổi, dạy môn khoa học trường trung học cơ sở Thường Lạc. Ai chứ thầy Tê giúp người nhiều lắm A nhen. Không chỉ dân địa phương mà còn từ nhiều tỉnh, cả người Campuchia cũng qua đây nhờ ống trị bệnh. Thầy làm tốt nên xã, huyện cũng hỗ trợ hết mình cho ống làm phước. Vì thầy thuốc lớn tuổi ở vùng biên tâm sự về thầy Tê với tất cả sự trân trọng, ở có thời gian, người ta thấy từ Campuchia, nhiều người Khmer lẫn người gốc Việt tìm đến Thường Lạc để nhờ một thầy thuốc chữa bệnh. Chuyện thầy Tây giúp người bệnh đã lan xa ra nhiều tỉnh miền Tây. Bà Tư Sớp, người dân ở Thường Lạc hay đến phụ giúp sơ chế dược liệu nói những ngày cuối tuần, số bệnh nhân đến tìm thầy Tây rất đông, người ta xếp hàng chờ tới lượt khám bệnh. Ông già, bà cả, người bệnh yếu đi đứng không tiện được ưu tiên khám trước. Chòm sớm xung quanh cũng qua tiếp thầy nên khách tuy đông nhưng trật tự lắm. Bà Sớp nói trước đây bà cũng mắc bệnh nặng, nhờ thầy Tây cứu chữa mà qua khỏi, từ đó, bà gia nhập nhóm thiện nguyện phụ giúp thầy Tê tìm dược liệu, phơi thuốc, phân loại thuốc. Nhóm giúp thầy Tê có hơn chục người, làm việc bất kể nắng mưa, có khi nào rảnh là tụi tôi tới đây góp sức. Vì thầy cực khổ, không vụ lợi, giúp được nhiều bệnh nhân nghèo nên tụi tôi tiếp ổng không nề hà bài Trần Thị Đỉnh Úc Đỉnh, 84 tuổi, nhà ở ấp 6, xã Thường Lạc, cứ tắm kể thêm. Thầy trị bệnh không lấy thù lao khám hay tiền thuốc men gì hết, nên ai có lòng thì tới tiếp ổng một tay lo cho những bệnh nhân nghèo khác. Bà có đến nói nhiều người trong nhóm thiền nguyện cũng từng là bệnh nhân được thầy Tê cứu chữa như bà. Tiếp chúng tôi, thầy Quỳnh Văn Tê vẫn thói quen không hỏi tên tuổi, quê quán của người đối diện, cũng như ông chưa từng hỏi lai like lịch hay kết giao với bệnh nhân để mong báo đáp. Ông giải thích rằng mấy hôm nay bận công tác ở trường nên thời gian khám bệnh có ít lại. Lãnh đạo nhà trường rất cảm thông nên xếp lịch đứng lớp cho tôi né những ngày cuối tuần để có toàn thời gian khám chữa bệnh. Từ trước tới nay cả nhà trường và lãnh đạo địa phương cũng hỗ trợ tôi nhiều nên tôi mới yên tâm đóng hai vai vừa là giáo viên vừa là thầy thuốc. Thầy giáo Tê chia sẻ rằng mấy chục năm theo nghề giáo, ông cũng không ít lần được cấp trên gợi ý cân nhắc lên vị trí quản lý. Nhưng ông đều xin đứng lớp để có thời gian cho bệnh nhân. Tôi yêu nghề dạy trẻ nhưng cũng tâm quyết với việc khám trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Nên tôi có đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo ngành giáo dục cho tôi được có thời gian cho vai thứ hai. Các thầy ấy cũng cảm thông. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, chàng trai Quỳnh Văn Tê được điều về trường trung học cơ sở Thường Thế Hậu B, nay là Thường Lạc, Ngôi trường heo hút nằm bên bờ sông biên giới sở thượng. Thời điểm đầu những năm 1990, vùng này khó khăn lắm. Lộ làng chưa có, thuốc men khan hiếm, dân trong vùng sổ mũi nhức đầu hay tìm đến phòng khám đồng y của xã. Tôi về nhận dạy học ở đây, cũng tìm đến hỗ trợ cho các chú lương y ở phòng khám một tay, ông kể. Với những gì học được từ các danh y ở Sa Đéc, cao lãnh trước đó, thầy giáo Tê nhanh chóng được người dân biên giới biết đến khi mắc tay trị bệnh miễn phí nhiều cá bệnh trong vùng. Phòng khám đông y xã vì vậy ngày càng đông khách, người ta lại canh giờ thầy giáo tê ra tiết dạy ở trường để nhờ thầy đích thân khám hoặc qua phụ giúp thầy lúc đó kinh tế chật vật nên nhiều thầy thuốc bỏ nghề họ tập trung lo sinh kế gia đình tôi nhờ có đồng lương giáo viên tuy ít nhưng cũng đủ nuôi thân lại không có vợ con nên ngoài giờ dạy ở trường tôi dành thời gian tâm quyết cho việc khám chữa bệnh thầy tê chia sẻ khi những lương y như hai 000 út đạt út bia thôi việc khám bệnh từ thiện thì thầy giáo đọc thân quỳnh văn tê phải trồng hai vai vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc kéo dài hơn 10 năm khi sự mát tay và lòng tốt của lương y Huỳnh Văn Tê Vàng Sa, bệnh nhân tìm đến ngày càng đông, phòng khám đông y nhỏ xíu của xã trở nên quá tải. Nhiều lúc người bệnh phải đứng ngoài đường để chờ khám bệnh. Người dân sống gần đó, cả cán bộ xã, giáo viên cùng công tác với thầy Tê cũng đến giúp ông giữ trật tự, bắt xếp thứ tự bệnh nhân, phân loại thuốc. Thấy cảnh người dân phải chen chúc ở phòng khám đông y xã chờ xem mặt, Bốc thuốc, lãnh đạo địa phương đã bàn giao ngôi nhà trung tâm y tế xã đang bỏ trống cho ông T để làm chỗ khám chữa bệnh, chứa dược liệu. Được tạo điều kiện, tôi vét tiền tích cấp từ lương giáo viên để làm mái che cho rộng rãi. Cả nhà trường lẫn lãnh đạo địa phương rất ủng hộ tôi khám chữa bệnh miễn phí. Thỉnh thoảng các anh ấy lại ghé để động viên, nhờ vậy mà mình càng thêm yên tâm làm tốt cả hai việc, thầy T chia sẻ. Từ khi phòng khám đông y dời về khu nhà trung tâm y tế xã, lương bệnh nhân đến khám đồng thêm số người tình nguyện đến giúp phòng khám cũng đông hơn. vì khám bệnh miễn phí, thầy tê từ chối mọi thù lao. nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bệnh đã quay lại hậu tạ, nhưng vị lương y đều từ chối. như một lần, một bệnh nhân ở hồng ngự được thầy tê chữa bệnh đã chạy đến khoe hoặc vừa trúng số độc đắc. ông mua chiếc xe tải nhỏ không phải để đền ơn, mà là gửi cho phòng khám làm có cái để chở cây thuốc. món quà ý nghĩa mà thầy tê không thể từ chối. ở tuổi 55, nhiều người hỏi thầy tê sao không lập gia đình. Người thầy giáo, lương y đỏ mặt, tôi trong hai vai còn không đủ thời gian, sợ mình không đủ tâm trí đâu mà sánh thêm vai thứ ba hải chú. Ông cười hiền như mong một sự chia sẻ, cảm thông. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hiện đang tổ chức chương trình du lịch Lục Ngạn mùa vải 9 năm 2023 với chủ đề tinh qua cái cây Việt, đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn Trương Văn Nằm cho biết, những năm gần đây, Lục Ngạn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trên khắp mọi miền của Tổ quốc trong cả bốn mùa, Mỗi mùa, lục ngạn có nét đẹp đặc sắc riêng. Mùa xuân là mùa của lễ hội, của những sắc màu văn hóa, mùa của hoa nở khắp các xóm làng. Đồi núi miền quê, mùa hè là mùa vải chính, mùa không ngủ của người dân để thu hoạch vải. Các thương lái khắp nơi đổ về lục ngạn, mùa của những dòng sông đỏ. Chợ vải trên khắp các ngã đường. Mùa thu, đông với những vườn cam, bưởi chín vàng trong tiết trời dịu mát, sự rộn ràng, vui mừng của người dân thu hái trái chính. Vải thiều lục ngạn hiện là đặc sản nổi tiếng trong nước và quốc tế, trái vải của lục ngạn có chất lượng vượt trội. Vị thế thương hiệu của sản phẩm vải thiều lục ngạn đã được khẳng định ở những thị trường có tiêu chuẩn khắc khe nhất thế giới như Nhật Bản, EU, Mỹ, Australia tháng 4 năm 2023, tổ chức kỷ lục châu Á lần thứ 5 năm 2023, xác lập đề cử của Việt vải thiều lục ngạn lọt danh sách đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á theo bộ tiêu chí giá trị ẩm thực châu Á. Đến với lục ngạn vào mùa vải chính, du khách có thể đến thăm chụp ảnh, tự tay hái những trái vải chính căng mọng tươi ngon thưởng thức tại vườn, mua về tặng người thân, cùng nhà vườn thu hoạch vải, trải nghiệm đi chợ vải đêm, chụp ảnh quan cảnh bà con nông dân chở vải thiều chính đỏ đem bán trên các ngã vào buổi sáng sớm hoặc đi thuyền tham quan cái đảo trồng vải trên hồ bầu lầy, cắm sơn, quân thần hoặc chụp ảnh tại các triền đồi vải đỏ rực, say trữ trong khung cảnh mùa hè rực nắng, tham gia cắm trại, câu cá, đạp xe hoặc các cuộc thi hái vải, ăn vải thú vị tại vườn. Ngoài tham quan các vườn cây trữ quả, du khách còn được thưởng thức ẩm thực các đặc sản nổi tiếng của địa phương như thịt gà đồi nem ngựa mì chủ tôm cá hồ cấm sơn mật ong vải thiều đặc biệt các món ăn thức uống chế biến từ vải thiều rất phù hợp trong thời tiết mùa hè vùng đất lục ngạn còn giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp các làng điệu dân ca các bộ trang phục phong tục tập quán đẹp và những ngôi nhà trình tường lợp ngói máng âm dương của đồng bào các dân tộc vẫn còn được lưu giữ nhiều thắng cảnh đẹp như hồ cấm sơn hồ khuôn thần chùa am vải suối và núi rừng vùng cao cách làng nghề truyền thống là những điểm hấp dẫn đối với du khách khi đến với lục ngạn quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt